Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Chúc quý vị anh chị sau khi xem video của em thì có thể chốt ngay em Camry 2.5 Q216 nồi đồng cối đá và nó trong những biểu tượng quốc dân của Toyota đúng không ạ? Nói đến Camry thì phải nói đến thương hiệu Toyota rồi. Và thực sự là chiếc Camry 2.5 Q216 này em vừa mới nhập về thì với tầm tiền nó khá là vừa vặn nên là mọi người khi mà sở hữu thì cũng thấy cảm thấy rất là ổn đấy. Và nhất là bác nào lại ở biển Hà Nội nữa nhá thì không mất tiền biển Hà Nội, chỉ mất tiền thuế sang tên thôi. Đó là một cái trong những rất là hời rồi đúng không ạ? Oddo của em này 26 đi rất là ít luôn đấy. 26 nhưng mà đi chỉ có 5 vạn thôi quý vị anh chị nhá. 5 vạn thôi. À, chất lượng chiếc xe mọi người qua trực tiếp để có thể thẩm định là xem là lốp láp mọi cái đường nét là có đúng chuẩn 5 vạn hay không nhá. Đây em đã đi vào tận cảnh các đường nét này. Ở Camry tông màu đen thì quá là sang chảnh và sang trọng, chung là sang chảnh, phải đúng là sang trọng rồi mọi người nhá. Cái form dáng của 2016 ấy thì vẫn rất là được nhiều khách hàng quan tâm, và nhất là những cái đối tượng trẻ hóa bây giờ. Các bạn như tầm 96 như em ấy thì cũng đã thấy là lựa chọn Camry đi rồi. Thì thực sự là cái form dáng 2016 thì đương nhiên là nó cũng sẽ già dặn hơn một chút, nhưng mà để nói về độ chất, độ bền, độ trường tồn với thời gian thì thực sự là Camry nó làm rất là tốt, giữ giá nữa nhá. Đấy, mọi người nhìn tổng quan này. Vì là một chiếc xe sedan hạng D nên là cái khoang thì khỏi phải nói là nó quá là rộng rồi. Thiết kế mọi cái đường nét ở phần dưới này nó được che rất là chắc chắn và tạo lên cái không gian khoang đằng sau này, vừa cách âm rất là tốt mà lại còn là rất là nhìn thuận mắt đúng không ạ, không hề bị hàng chợ quá. Và bây giờ thì sẽ mời mọi người anh xem này cho rộng để đi vào cái phần khoang nội thất cùng em nhé. Cái khoang nội thất thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy tổng quan là khoang nội thất tông màu đen như Ngọc em nghe em Ngọc đã từng nói rồi. Thiết kế vân gỗ hay tất cả đường nét thiết kế ghế da đều nguyên bản 100% mọi người nhé. Đấy, vì là bản 2.5Q nên em nó được trang bị rất đầy đủ rồi mọi người ạ, chỉnh điện hoàn toàn luôn đấy ạ. Đấy, điều chỉnh vôn rồi là như một chủ tịch hồi xưa đúng không ạ. Rèm cửa tự động rồi này. Vân gỗ thiết kế thì sang trọng rồi, trường tồn. Đóng cửa cũng chắc nịch luôn. Khoang lái thì cũng được trang bị rất là nhiều option. Mọi người có thể đi vào tận cảnh khoang lái cùng em này. Chất lượng ghế da của cái phiên bản này, cái chiếc này thì nó cũng ở mức độ tương đối, cũng có dấu hiệu của thời gian rồi. Nhưng mà chưa có bị nhăn quá là nhiều nhá. Đấy, rất là vẫn còn rất là ổn, có cả sạc không dây rồi mọi người nha. Sạc không dây. Rồi là những tính năng đi kèm trên xe. Đã chuyển số trên vô lăng này. Đấy. Mọi người nhìn thấy tổng quan màn hình nội chung là đủ dùng. Và bây giờ thì sẽ mời mọi người di chuyển đến phần khoang máy. Khối động cơ 2.5 nhá. 2.5 nhưng mà so với Santa Fe ấy, nếu mà máy xăng thì Santa Fe ăn xăng nhiều hơn là Camry mọi người nha. Tuy là 2.5 đấy nhưng mà Camry ăn ít hơn rất là nhiều. Camry nó chỉ ăn rơi khoảng tầm 7,5 lít thôi, 8 lít, nói chung cũng tùy cung đường nhưng mà ăn ít hơn là Santa Fe cũng cùng 2.5. Khối động cơ máy móc đây. Mua bán bên em thì đều có cam kết bằng văn bản cho quý vị anh chị nhé. Không đâm va tai nạn hay là không ngập nước, giấy tờ sơ pháp lý thì đang cầm tay sẵn rồi. Và có trách nhiệm chịu phạt nguội từ trước thời điểm mua bán. Và đó là chiếc Camry 2.5Q 2016. Ngoài chiếc này ra thì anh em còn một chiếc Camry 2.5Q 2020 nữa nhé. Bác nào không thích form này thì có ngay form 20 cho mọi người quan tâm cụ thể. Và với chiếc xe này thì đang có mức giá chỉ loanh quanh là 700 một xíu thôi. Bác nào ưng ý em này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Xin chào và gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.